sẽ thực sự là một vấn đề nếu như bạn biết tất cả các kỹ thuật qua người trên thế giới nhưng khả năng ra quyết định của bạn lại kém. Một phần của việc có chỉ số EQ bóng đá cao là đưa ra những quyết định đúng đắn. Điều đầu tiên giúp người chơi ra quyết định chính xác là không hoảng loạn. Khi bạn hoảng loạn, rất có thể bạn sẽ mắc sai lầm, ngay cả trong những tình huống mà bình thường bạn có thể xử lý được. Nếu bạn gặp vấn đề nghiêm trọng về việc hay hoảng loạn khi nhận bóng, bạn có thể tìm hiểu thêm về thiền định, nó sẽ giúp ích rất nhiều đấy. Tiếp theo, người chơi cần luyện tập cho hầu hết mọi tình huống có thể xảy ra. Đây là lý do tại sao việc luyện tập như các trận đấu thực sự là điều cần thiết. Hãy tưởng tượng trong đầu những tình huống có thể xảy ra với vị trí thi đấu của mình trên sân. Bằng cách đó, bạn sẽ không bị mất cảnh giác và bạn biết quyết định đúng đắn trong hầu hết các tình huống sẽ là gì. Thứ ba, hầu hết thời gian, bạn cần chơi đơn giản. Bạn sẽ và thường nên chấp nhận rủi ro có tính toán tại một số thời điểm. Nhưng ngay cả những cầu thủ giỏi nhất trên thế giới cũng phạm phải một hoặc hai sai lầm và sau đó ôm đầu hối hận. Bạn cần biết khi nào nên chơi đơn giản và khi nào nên chơi mạo hiểm. Thứ tư, nếu bạn biết mọi người đang ở đâu, nó sẽ giúp bạn nhanh chóng đưa ra quyết định dựa trên đó. Còn nếu như bạn không biết mọi người đang ở đâu, bạn có thể nhiều khả năng mắc sai lầm hoặc không thể tận dụng được các khoảng trống. Hãy nhớ ngẩng đầu lên thường xuyên và shoulder check để bạn có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cuối cùng, hãy đảm bảo giữ giao tiếp chứ đừng có im lặng mà chơi. Điều này sẽ không chỉ giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn mà còn giúp cả đồng đội của bạn nữa.